Mặc dù còn hơn 2 tuần nữa mới chính thức diễn ra lễ Giáng sinh, nhưng tại Hà Nội đã bắt đầu xuất hiện những cây thông lớn thu hút người dân. Đây là cây thông Noel tại chân tòa nhà Lotte nằm trên đường Đào Tấn, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, có chiều cao khoảng từ 4 đến 5 mét, được trang trí rất bắt mắt với vòng lá vọng, ngôi sao, tuần lộc đang thu hút từ người lớn đến trẻ nhỏ. Lễ Giáng sinh được cử hành chính thức vào ngày 25 tháng 12, nhưng thường được tổ chức từ tối ngày 24 tháng 12, bởi theo lịch Do Thái, thời điểm tính để bắt đầu một ngày là lúc hoàng hôn, chứ không phải nửa đêm. Một cây thông lớn cũng đã được dựng lên trước nhà thờ lớn Hà Nội để chào đón mùa Giáng sinh 2021 đang gần kề. Những năm trước, nhà thờ lớn được trang hoàng lộng lẫy, huyền ảo với cây thông Noel và những chùm đèn rực rỡ. Đây không chỉ là nơi thường xuyên diễn ra sinh hoạt tín ngưỡng của giáo dân Hà Nội, mà còn là địa điểm thu hút khách du lịch tham quan. Vào ngày 25 tháng 12, được gọi là lễ chính ngày, còn lễ đêm 24 tháng 12 gọi là lễ vọng và thường thu hút nhiều người tham dự hơn. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về pluavongphapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.